Hello, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương. Thì hôm nay em cũng có về một số con điện thoại cũ giá tầm trung, em cũng muốn giới thiệu lại để cho anh chị cô chú nào mà có nhu cầu mua điện thoại ấy, thì cứ liên hệ bên em nha. Thì đầu tiên em cũng nhắc lại cái hình thức bán hàng của bên em nha anh chị. Thì bên em là chuyên bán điện thoại cũ tại nhà, địa chỉ là ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên nha anh chị. Nếu mà anh chị nào ở gần thì có thể đến trực tiếp nhà em xem máy, test máy luôn nha. Còn nếu mà anh chị nào ở xa thì bên em có hỗ trợ hình thức là ship Coast to Coast nha anh chị. Thì thời gian giao hàng khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy theo khu vực nha. Anh chị mua hàng bên em thì vui lòng cọc trước cho em một cái cạc 50 ngàn hay là 100 ngàn tùy theo cái giá trị của máy mà mình cọc tiền nó khác nhau nha anh chị. Mà nếu mà anh chị nào mà có số tài khoản thì chuyển khoản cho em càng tốt nha. Thì bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng 7 ngày, nếu mà lỗi lầm gì thì đổi trả nha anh chị. Anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Thì đầu like em cũng xin được giới thiệu luôn nha anh chị. Đầu tiên là em có hai con Oppo A3s ha. Đây, Oppo A3s màu đỏ nha anh chị. Vừa hình thức thì nói chung là còn khoảng 97% ha. Oppo A3s này thì nói chung là mọi chức năng đều ok hết nha anh chị. RAM 2 bộ nhớ 16GB và màn hình của nó là màn hình tai thỏ này 6.2 inch nha anh chị. Pin con này thì 4.000 nha. Đây màn hình của nó này, con này thì hiển thị rất là đẹp nha anh chị. Đây Oppo A3s đây. Con này thì nó chạy phiên bản Android 8 chấm ha. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Pin của nó là 4.000 nha anh chị. Đây, cam kết của nó nè ha. Đây. Anh chị mua về xài làm máy phụ hay là mua về cho bé học online này nọ thì cũng rất là ok nha. Xài được hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Cảm ứng của nó là rất là nhạy ha. Rồi Oppo A3s thì em sẽ đổi giá lại cho anh chị giá 1 triệu 6 nha. Giá 1 triệu 6 đối với cái con này nha anh chị. Còn cái con màu đỏ này nhưng mà cái màn hình của nó có một chấm phản quang ha. Cái con nào có chấm phản quang nè. Đây nha anh chị, cái con này thì có chấm phản quang. Có chấm phản quang như thế này. Nói chung thì không ảnh hưởng gì đến chức năng hết nha. Đây, chấm phản quang anh chị thấy không? Trên màn hình này. Rồi con cháu chấm phản quang thì em sẽ đổi giá là cho anh chị giá 1 triệu rưỡi nha. Còn cái con mà full chức năng hết màn hình đẹp, không ám mối gì hết thì giá của nó 1 triệu 6 nha anh chị. Rồi ha. Rồi tiếp theo là em có một con Oppo F11 nha anh chị. Đây là Oppo F11. Thì con này nó ngoại hình là có trầy xước theo thời gian ha. Này, vỏ nhâm có trầy xước theo thời gian nè. Con này thì cấu hình của nó là RAM 6 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Nó chạy hệ điều hành Android 9 chấm nha. Và con này thì cam chính của nó là 48 MB nha anh chị. Đây, cam chính của nó này rất là đẹp ha. Cam trước thì 16 chấm nha anh chị. Đây. Mọi chức năng đều ok hết nha anh chị. Sang hai sim hỗ trợ sim 4G nha. Con này thì pin 4.000. Chơi 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 game Liên Quân thì rất là mượt mà ha. Màn hình của nó 6.5 nha anh chị. Đây. Ngoại hình thì nó có hơi nhâm nhâm trầy. Vân tay còn đầy đủ ha. Rồi Oppo F11 thì em sẽ đổi giá lại cho anh chị giá 2 triệu 6 nha anh chị. Giá 2 triệu 6 em tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, một cái miếng dán cường lực và một cái bộ sạc nha, giá 2 triệu 6 ạ. Rồi tiếp theo là mình có một con Redmi Note 8 nha anh chị. Redmi Note 8 màu xanh ngọc ha. Con này ngoại hình rất là đẹp luôn, còn khoảng 98 99% luôn ha. Nói chung thì ngoại hình rất là đẹp. Con này thì màn hình của nó màn hình giọt nước nha anh chị, 6.3 inch. Con này cấu hình thì RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Đây Redmi Note 8 này RAM 4 bộ nhớ 64GB ha.
Con này chạy chiếc Phoenix là 665 nha anh chị. Pin của nó là 4000, anh chị mua con này về chơi game Liên Quân này, tại vì cái chip của nó là chip chơi game ha. Cam kia còn ok hết nha anh chị, vân tay còn đầy đủ nha. Cam này. Đây, cam nét nó hiển thị rất là đẹp luôn. Cam đây nha anh chị. Rồi, Redmi Note 8 thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị giá 2 triệu 6 nha anh chị, full chức năng hết ha. Màn hình rất là đẹp keng luôn. Giá 2 triệu 6 ạ. À. Rồi tiếp theo mình có một con Vivo Y12S nha anh chị, màu xanh dương. Thì con này cấu hình của nó là RAM 4, bộ nhớ 128 GB ha. Em coi mở coi cái phần giới thiệu nha anh chị. Đây Vivo V2026 hay còn gọi là Vivo Y12S ha. RAM 4 bộ nhớ 128 này. Màn hình hiển thị rất là đẹp nha anh chị, không ám ố gì hết ha. Xài hai sim hỗ trợ sim 4G. Đây ngoại hình của nó còn 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 đẹp tương đối nha anh chị. Cam kiếp rồi rõ nét luôn ha. Con này thì pin của nó là 5000 nha anh chị. Con Vivo này pin 5000 ha. Rất là trâu luôn. Đây, cam của nó nè. Rồi, Vivo Y12S thì giá của nó là 2 triệu rưỡi nha anh chị. Giá Vivo Y12S giá 2 triệu rưỡi ha. Rồi tiếp theo mình chuyển sang dòng Samsung nha anh chị. Đây bên em có về một con Samsung A02S ha. Thì con này nói chung ngoại hình của nó thì cũng có nhâm trầy theo thời gian này. Nó có hơi bị nhâm á, nhâm trầy. Con này thì cấu hình là RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Đây Oppo Samsung Galaxy A02s ha. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32 GB này nha anh chị. Con này pin của nó cũng 5000 ha. 5000. Cái màn hình là màn hình giọt nước 6.5 inch nè. Nó chạy hệ điều hành Android 10 chấm nha anh chị. Rồi. Samsung Galaxy A02s thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị giá 2 triệu 3 nha. Giá 2 triệu 3 tặng kèm cho anh chị miếng dán con lật và một cái bộ sạc nha anh chị. Rồi tiếp theo là một con Samsung A50s ha. Thì con này nói chung ngoại hình của nó cũng có hơi nhâm trầy nha anh chị. Có hơi trầy. Mặt sau có xước lông mèo này ha. Mặt trước thì còn đẹp ha anh chị. Mặt trước thì không có trầy gì hết nhưng mà mặt sau thì có xước lông mèo. Thì con này cấu hình là RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha. Đây RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Màn hình hiển thị rất là đẹp ha. Xài hai sim hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Cam kết thì rất là ok nè. Con này thì pin pin 4000 ha. Pin 4000 nha anh chị. Anh chị mua về xài chơi game Liên Quân đối với con này cũng rất là ok nha. Mọi chức năng đều ok hết ạ. À. Ngoại hình của nó thì có hơi nhâm trầy thôi. Nhâm trầy ít thôi. Thì con này thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị giá 2 triệu 9 nha. Samsung A50s giá 2 triệu 9 tặng kèm cho anh chị miếng dán cường lực, cái ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị nha. Rồi tiếp theo là mình có con Vivo Y95 nha anh chị. Màu xanh dương. Thì con này cấu hình là RAM 3 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Vivo 1814 này hay còn gọi là Vivo Y95.
phiên bản Android 8.1 nha anh chị. Con này RAM 3 bộ nhớ là 64 GB. Màn hình là 6.2 inch nha anh chị, màn hình hiển thị rất là đẹp này đây, không ám mố gì hết ha. Ngoại hình là còn tương đối đẹp nha anh chị, còn khoảng 97-98% nha. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị, vân tay còn đầy đủ nha. Đây cam kết này nha anh chị. Đây ha. Đối với mấy con này thì mua về cho bé học online hay mua về xài chơi game này nọ thì cũng ok nha anh chị. Rồi giá của nó sẽ là 1.850.000 nha. Vivo Y95 giá 1.850.000 nha anh chị, tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cương lực và một bộ sạc ha. Rồi tiếp theo là em còn hai con Oppo F5 nha anh chị. Oppo F5. Con màu vàng gold này thì cấu hình của nó thì RAM 4 bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Mọi chức năng được ok, xài hai sim hỗ trợ sim 4G ha. Đây. Màn hình là màn hình 6 chấm nha anh chị. Con này thì pin 3200. Quang tây còn đầy đủ nha. Đây Oppo F5 đây, RAM 4 bộ nhớ là 32 GB ha. Màn hình hiển thị rất là đẹp này đây. Rồi giá con này em sẽ đổi lại giá cho anh chị là 1.650.000 nha. 1.650.000 Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ là 32 GB, giá 1.650.000. Rồi mình chuyển sang dòng Realme nữa nha anh chị. Đây là Realme 2 ha. Realme 2 ngoại hình là nói chung là vỏ có trầy xước theo thời gian ha. Nói chung là trầy cũng hơi nhiều á. Đây vỏ này có trầy này. Mặt trước thì đẹp không có trầy gì hết nha anh chị. Anh chị mua con này thì mình sẽ tặng một cái ốp lưng á. Tặng cái ốp lưng là nó sẽ đẹp à. Vân tay còn đầy đủ ha. Con này thì cấu hình RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Màn hình hiển thị rất là đẹp này, màn hình tai thỏ nha. Đây, Realme 2 RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha. Pin con này là 4200 nha anh chị. Mọi chức năng đều ok hết. Mua mấy con này về cho bé học online rất là ok, chạy rất là mượt mà nha. Đây, camera rất là đẹp. Đây nha anh chị. Rất là sắc ha. Rồi, giá của nó là 1 triệu 9 nha anh chị. Giá của nó là 1 triệu 9, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc, một cái miếng dán cương lực và một cái ốp lưng cho anh chị nha. Rồi tiếp theo là hai con Oppo F1S nha anh chị. Oppo F1S thì ngoại hình của nó còn tương đối đẹp ha. Thì con này cấu hình là RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Mua về xài cho bé học online. Vân tay thì còn đầy đủ nha anh chị, vân tay ở dưới này ha. Xài hai sim hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Đây, cam kết của nó nè. Cảm ơn ok hết nha anh chị. Con này màn hình 5.5 inch ha. Rồi, Oppo F1S thì em sẽ đợi giá là cho anh chị giá 1 triệu tư nha. Giá 1 triệu tư mỗi con, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, một cái miếng dán cương lực và một cái bộ sạc ha. Giá 1 triệu tư. Rồi tiếp theo là một con Redmi Note 7 nha anh chị. Redmi Note 7 màu đen. Thì con này vỏ sau của nó có hơi xước lông mèo nha anh chị, có hơi xước ha. Đây. Có hơi xước lông mèo này, mặt trước thì đẹp không xước gì hết ha. Con này cấu hình là RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Con này nó chạy chip Snapdragon là 660 ha. Chip này hỗ trợ chơi game nha anh chị. Đây RAM 4 bộ nhớ 64 GB ha. Màn hình hiển thị rất là đẹp luôn ha. Đây. Không ám mố gì hết nha anh chị. Con Redmi Note 7 này thì pin của nó là 5000 nha anh chị.
Đây cam kiết của nó rồi ha. Thì Redmi Note 7 này thì em sẽ đợi giá là cho anh chị là giá 2 triệu 2 nha anh chị, giá 2 triệu 2, tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cường lực, một cái ốp lưng dẻo ha, ốp lưng dẻo và một cái bộ sạc nha anh chị, giá 2 triệu 2 ha. Anh chị mua con này về chơi game rất là ok nha. Rồi tiếp theo là một con Oppo A5 nha anh chị, Oppo A5. Em về được 5-6 con như thế này mà em bán hết còn có một con duy nhất màu đỏ nha anh chị. Con Oppo A5 này thì là con hàng nội địa nha anh chị. Hàng nội địa xách tay ha. Con này thì bản RAM 3, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Đây, RAM 3 bộ nhớ 64GB, Oppo A5 đây. Màn hình hiển thị rất là đẹp nha anh chị. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G ha. Cảm ơn. Màn hình 6.2 inch nha anh chị. Pin con này thì 4200. Đây cam của nó này rất là nét này nha. Đây, cam của nó rất nét nha anh chị. Ngoại hình rất là đẹp nha. Tem tiếc là còn đây, nói chung là con này chức năng full hết. Rồi giá của nó là 1 triệu 9 nha anh chị. Oppo A5 giá 1 triệu 9, RAM 3 bộ nhớ số 4 ha. Giá 1 triệu 9 nè. Rồi tiếp theo là một con Huawei. Con này thì Huawei i6 2018 nha anh chị. Đây Huawei i6 Prime 2018 ha. Thì con này màn hình của nó là 5.5 inch nha anh chị. Nó chạy phiên bản Android 8 chấm ha. Con này chạy chip Snapdragon là 425, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh chị. RAM 2 16GB này. Màn hình thì hiển thị rất là đẹp ha, không ám mố gì hết nha anh chị. Anh chị mua mấy con này về xài làm máy phụ. Zalo, Facebook, TikTok hay là Messenger hay là YouTube này nọ thì ok nha. Xài 2 sim hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Này, cam của nó cũng rất là nét luôn nè, đây, rất là nét luôn nè. Đây nha anh chị. Ngoại hình của nó thì nó có hơi viền, nó có hơi hơi bóc, hơi tróc cái lớp sơn ra nha anh chị. Đây, viền có hơi tróc nha. Rồi giá con Huawei i6 Prime 2018 thì em nở lại giá cho anh chị là giá 1 triệu chẵn nha, vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Giá 900 ngàn đi, giá 900 ngàn cho anh chị nha. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc nha anh chị. Giá 900 ngàn ạ. Rồi tiếp theo là một con Vivo Y91C nha. Màu hồng, ở trên thì màu đỏ, dưới thì màu hồng phấn nha anh chị. Thì con này cấu hình là RAM 2 bộ nhớ 32GB nha. Màn hình 6.2 inch. Pin con này thì 4000 nha anh chị. Đây màn hình hiển thị thì rất là đẹp đây, không ám mố gì hết ha. Mua mấy con này về xài cho bé học online thì cũng rất là ok nè. Đây, cam của nó này nha anh chị. Xài 2 sim hỗ trợ sim 4G. Ngoại hình của nó rất là đẹp, khoảng còn 98% nha anh chị. Rồi, giá của nó sẽ là 1 triệu 6 nha. Vivo Y91C, giá 1 triệu 6, tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cường lực và một cái bộ sạc ha. Rồi tiếp theo là em có hai con Oppo A71 nha anh chị. Oppo A71 màu đen và màu màu vàng gold ha. Thì đối với mấy con này thì anh chị nên mua về làm xài máy phụ nha. Xài máy phụ nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok, YouTube này nọ thì ok. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh chị. Đây Oppo A71 2018 ha.
RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Con này thì màn hình của nó là hết pin rồi. Màn hình của nó là 5.2 inch nha anh chị, 5.2 inch ha. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Mấy con này xài rất là ok, mua về làm máy phụ nha. Rồi giá của nó là 1 triệu mốt nha anh chị. Giá 1 triệu mốt cho mỗi con nha, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Rồi, tiếp theo là em có một con Realme C3 nha anh chị. Realme C3 thì con này là RAM 3 bộ nhớ 32 GB ha. Màn hình của nó là màn hình giọt nước 6.5 inch nha anh chị. Màn hình rất là to, mua mấy con này về cho bé học online hay là mua về xài cũng rất là ổn nha. Pin của nó là tới 5.000 nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ này. Ngoại hình còn khoảng 97% nha anh chị. Ngoại hình còn rất đẹp màu đỏ. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha. Realme C3 này, con này phiên bản Android 10 chấm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ là 32 GB đi ha. Vâng, đây màn hình hiển thị rất là đẹp, không ám mối gì hết nha anh chị. Pin con này 5.000. Rồi, giá của nó sẽ là giá 2 triệu 2 nha anh chị. Realme C3 giá 2 triệu 2, tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cường lực và một cái bộ sạc ha. Rồi tiếp theo là em có một con Oppo Neo 9 nha anh chị. Oppo Neo 9 thì con này cũng về làm máy phụ ha. Nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok, YouTube này nọ thì ok nha. Con này thì RAM 2, bộ nhớ 16 GB nha anh chị. Làm máy phụ thôi chứ mua về mà mình tải mấy ứng dụng nhiều quá thì nó cũng đơ máy nha anh chị. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G ha. Rồi, cảm ứng này, nói chung ngoại hình con này cũng còn rất ok nha anh chị. Rồi giá con này sẽ là 900 ngàn nha. Oppo Neo 9 giá 900 ngàn, tặng kèm cho anh chị bộ sạc ha. Rồi em còn con nữa là con Oppo A51 nha, hay còn gọi là Oppo Micro 5 nha anh chị. Thì con này RAM 2 bộ nhớ là 16 GB ha. RAM 2 bộ nhớ 16 GB thì con này cũng mua về làm máy phụ nha anh chị. Con này xài hai sim nhưng mà không có xài sim 4G ha, chỉ xài được 3G thôi nha anh chị. Rồi, mua làm máy phụ, nghe gọi Zalo, Facebook này nọ thôi ha. Thì giá của nó là 750 ngàn nha anh chị. Oppo A51 vừa kép giá 750 ngàn ha. Rồi, em xin phép được dừng video ở đây nha anh chị. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em nha. Anh chị nào mà mua hàng thì vui lòng gọi điện thoại số hoặc là ép Zalo em gọi trực tiếp cho em nha. Rồi chốt nha anh chị. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại.